Phong Nguyễn xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bây giờ là cũng 8 giờ mấy gần 9 giờ tối rồi. Thì hồi nãy là có anh Khánh anh cũng ghé nhà để ăn uống rồi cùng chung vui với gia đình của chị Hai á. Tại vì tới ngày mai á thì chị Hai cũng đi ra ngoài Hà Nam lại rồi. Thì anh Khánh vừa đi á thì chị Ba đem có mâm cua ông bà cô bác ơi. Thì xui cho anh Khánh không có được ăn. Nhưng mà chừa phần, chị Ba nói chừa phần cho anh hai con bự nhất. Ngày mai về lấy sao. Thì thôi trước nhất á thì Phong cũng muốn gửi một cái lời chúc sức khỏe, bình an, may mắn đến tất cả những ông bà, cô chú, anh chị em đang theo dõi video của Phong nha. Bây giờ là cũng 8 mấy 9 giờ cô chú anh chị. Đây bé Su đang đồ ăn cua. Đó. Đâu bé Su chào ông bà đi con. Con chào ông bà nha. Đó, cười nè, ông bà nhìn con nè, cười lè lưỡi nha. À, ông bà chuẩn bị cho bé Su, trời ơi bé Su chưa ăn cua mà chảy nước miếng trước rồi. Đây vợ Phong đây. Dạ chào ông bà cô bác. Đây, mặc dù là nhà tài trợ chính, nhà tài trợ chính trong buổi tối ngày hôm nay không phải là Phong Nguyễn, là chị Ba. Đây là chị Ba của Phong, nhưng mà Phong sẵn rồi quay ké. Đây còn mấy đứa cháu. Đây là bé Nam. Đây là bé Linh. Chào bà cô bác. Hey, còn đây là cháu nội Đức Tôn. Cháu nội Đức Tôn của ông bà nội. Rồi. Thôi thì bây giờ Phong Nguyễn sẽ chia sẻ ít hình ảnh buổi tối gia đình. Mấy bữa nay Phong lu bu quá không có chia sẻ cho ông bà cô bác. Con đi làm muối rồi. Hey. Nè, chào ông bà nha lớn. Chào bà cô bác. Trời ơi, chào lớn lên. Dạ, chào bà cô bác. Này, từ từ, tới bên đây. Tới bé ông ông. Má. Đâu? Đâu? Rồi, bé Sâu đâu? Chào bà cô bác. Rồi, bé Sâu hung mi gió ông bà cái coi. Hung mi gió đàng hoàng, mi gió. Đây, còn... đây là một cái người gì? Đây là người gì yêu dấu của Phong Nguyễn. Đây, dì Ba. Còn bên đây, tới mẹ, tới người mẹ của Phong đây. Đây. Đó. Hai gương mặt, mặc dù bốn người con trai đừng, nhưng mà Phong với hình như là Phong xấu nhất trong nhà. Mấy anh khác thì anh cũng dễ thương hết. Này, đây chị Hai. Đây chị Hai đây. Chị Hai ngày mai xuất cảnh rồi. Đặt vé máy bay ngày mai xuất cảnh về nước. Ngày mai về nước. Rồi thôi giờ Phong Nguyễn chuyển máy quay lại chia sẻ cho ông bà cô bác xem buổi tối ngày hôm nay món cua nhà tài trợ chính là cô áo vàng đen là chị Ba. Rồi. Bây giờ Phong Nguyễn chuyển máy quay lại nè ông bà cô bác. Đây là mấy đứa cháu nó bóp càng cua ra cho nó mềm. Đây, cái mầm cua khủng khiếp luôn. Phong mấy bữa nay là kinh tế kém nên là chị Ba tài trợ. Đây. Hey. Rồi thôi gia đình mình mời ông bà cô bác dùng cua. Con mời đi. Rồi vô ngồi ăn luôn đi con. Dạ. Ngồi xuống. Ông gần đây con mới nhìn thấy nha. Đâu? Sát vô. Con mời ông bà cô bác. Cái này cũng hợp. Này chị Ba bận đồ đẹp quá. Ngồi xuống qua ngồi xuống. Nè sao? Cua này cần bự bự không? Cảm ơn bác Ba. Cảm ơn bác Ba tài trợ chương trình. Bà nội đưa cái càng này làm gì có gì sao bà nội đưa. Vậy nào? Vậy mới đưa một giờ mà. Ăn hết rồi. Ủa nó độn vô họng nó giáo luôn nè. Từ từ. Dạ con. Cảm ơn nội. Trời ơi hấp dẫn ghê chưa. Để Phong đứng trên xa. Phong ở đây cách cái bàn khoảng 3 mét để Phong đếm có bao nhiêu con cua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 con. Con nào cũng bự không à. Đây. Còn đây là bé Sâu. Bé Sâu đang tập trung ăn một cái càng cua rất là bự. Cho ông cái này
Đây ưu tiên cho những trẻ nhỏ. Thì ông nội hiện tại thì con mắt cũng mới mổ, chưa ăn được những món hải sản. Trời ơi mẹ. Mẹ dùng một cái càng cua. Rồi. Bữa nay Phong với gia đình cũng mời ông bà cô bác dùng cua với gia đình luôn. Rồi ông nội một chút đi ăn để vui. Rồi ông nội đi tí em. Rồi tí lấy muối tiêu chanh hả? Đi vô, vô mời ông nội một tiếng đi, con nội ăn luôn. Để ông nội buồn. Không. Để ông nội thấy ông nội buồn. Phong đặt camera quay lén. Đó. Ông bà cô bác xem là ông nội đang nằm giống. Ông nội đang nằm giống đưa toàn ten. Phong quay lén vào đây. Đó. Rồi. Cái xu được ông nội đưa giống ngoài trong đây. Rồi, thôi Phong sẽ đi ra chia sẻ cho hình ảnh cho ông bà cô bác xem tiếp. Ở cảnh dưới quê nhằm khi giác tối thì hình ảnh nó hơi kém á. À, có gì ông bà cô bác cũng thương Phong Vinh Khánh cũng bỏ qua luôn nha. Con không bấm sao con ăn được mà con dành của con hai cái. Này có gạch không vậy ba? Hả? Có gạch không vậy? Cái này cua này cua thịt chứ không phải cua thịt. Dạ. Này gì ba? Cua chắc không vậy ba? Không, đường chứ không chắc. Giận quá. Ở nhà tính ra từ bà nội ông nội tới con cháu cả mười mấy người rồi. Lên không ăn đi lên. Trời ơi, để cho bà nội ăn cái càng bự đi con. Đi. Ê, còn thịt nè hả? Bấm cho bà ba ăn con. Bấm cho bà ba ăn đi. Chuẩn ăn đi. Còn thịt chứ mà. Đã quá à. Này còn ngon hơn đi bãi biển nữa. Anh bấm cho. Để anh bóp cho con. Trời ơi. Mời chị hai. Mời ông bà cô bác mừng cua. Cua bự 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 không? Dạ. Cua này càng thịt không rồi mà cái ấy nó không bằng. Đâu có mặt con dính gì nè, quay qua đây. Ôi, ôi giống mèo quá. Dạ mà ông bà cô bác ăn cua. Mẹ cắn rồi xong. Đây nha, ai ăn chậm hết dán chịu nha. Đây con cầm như này, con cầm tay như này, con cảm thế. Cái này chưa. Trời ơi. Thôi dì ba ăn đi, dì ba ăn đi, nó khó thì dì ba ăn đi. Dì ba ăn đi. Sao ăn đi. Quá trời ngon luôn rồi. Dạ, ăn đi gì ba? Ở phía xa xa bên kia là cái phương tiện. Phương tiện mà dì ba Phong á là chiếc xe màu cái yên màu xanh đó ông bà cô bác. Là dì ba Phong hôm bữa là chạy lên đây đi xe đạp. À, cũng trả cả tiếng ngoài mới tới á. Tại đi xe đạp mà tới hai mươi mấy cây số được. Thì nghe nói là sáng nay dì ba Phong về sớm rồi. Khoảng 4 giờ mấy sáng á, là lúc đó xe ít á, dì ba Phong thu xếp đi về. Này. Hấp dẫn quá. Đây, giấc tối là nhà Phong văn mùng để sẵn rồi. Văn mùng để sẵn rồi đó. Đây nhờ có bên anh ba tài trợ. Sốc nhẹ không mơ. Đây đi mẹ cầm này cho, đây con cầm này. Đây này con cá mình thím à. Ôi cái càng quá trời bự luôn cái càng. Đây cầm này, cầm như này. Sợ cầm ngược. Đừng có bắt.
tại vì nó bị dướng. Cái này có ông nội con. Ăn cái càng nhỏ nữa. Con cô bự. Trời ơi sâu. Cô bự đâu mẹ. Hả? Từ từ để mẹ lột cho ăn. Bóp nó lên trên không được mẹ. Đâu đâu từ từ bóp càng chốt xem coi. Xích qua xích qua. Đâu. Cẩn thận cẩn thận cẩn. Đâu khi ấy sát lên để cho em ánh sáng nè. Con trong tối quá. Ừ, lên xích lên. Lấy cái cào mấy cái càng của nó, cái xương càng. Chưa chưa nó cứ nè. Sạch không? Bóp ra trong nữa. Nè con bóp cái càng này đi. Bóp cái này cho ông bà cô bác xem nên linh sáng sáng lên cũng để ngoài sáng nè. Thấy trời chưa hết. Ủa sao càng này hiu vậy, thịt ít thịt vậy con, không để ngoài sáng con không biết gì hết trơn. Hơi hơi được rồi. Này là gạch đó mẹ. Bị được rồi, đem vô cho ông nội tẩm bổ luôn bà cô bác ơi. Sao nè em? Dạ thôi được rồi. Thôi con mấy bữa nay cũng có ăn rồi. Hôm nay gia đình mình ăn ngon miệng dùng hết đi. Ăn vô ngồi ăn đi con. Ăn ăn hết đi con không ăn đâu nha. Còn có miếng gạch ngon dữ vậy. Này đâu đâu. Ủa con này có gạch nè. Gạch ngon quá để cho nội đi con. Với bà ăn kìa. Nè cái này nè. Đó. Đó cho bà ăn đi. Ủa có gạch. Ủa gạch đã quá. Này ăn cho cái que này. Ồ, ồ, gạch đỏ lét luôn. Mình nó bỏ que lại quá trời nè. Đây nè, đang viết xuống. Thôi thôi con ăn đâu. Nó còn ăn cơm no rồi. Con không ăn đâu nha. Cái đâu có no đâu. Ừ. Ồ, gan đã vậy. Thôi con ăn đi. Thôi chút ăn đi. Cho bé sâu kìa. À, đưa bé sâu đi. À. Anh hai cho con kìa. Con cảm ơn anh hai đi. Cảm ơn cầm, ba. Cầm tầm hai tay. Ba. Trời ơi bé sâu. Càng quá bự luôn. Thôi coi chừng vớt nha. Bé sâu ăn chừng vớt kìa. Sâu ăn chừng vớt đó. Ôi bé sâu ăn đã ghê chưa. Béo quá ăn. Cho nên mình uống bớt vậy. Mình cứ bớt đi. Đâu. Ồ, đã quá ta. Tí à, làm gì tí? Mũi trắng còn hả? Con nha, coi chừng mắc cổ nha không? Coi chừng đó coi. Ăn đi ngày mai về ba, về nước rồi. Con ăn. Đi ăn. Ốc thôi, không chịu đâu. Ăn hết nha, cua mắc tiền lắm đó. Con này hình như cũng được nè dì ba. Ừ, cua thịt mà. Nhiều nè. Rồi con này thịt xong. Có con ớt, có con cà. Nãy có mấy con thì nó ớt, mấy con này ngon nè. Chắc cái thịt nó ngọt nha. Rồi, 6 con cua trong vòng 15 phút. Không ghi hình đúng gần 15 phút gần hết cái mâm cua. Mâm cua này cũng nếu mà tính ra cái số tiền á, là cũng một ngày làm của gia đình Phong của quán chị. Nhưng mà do chị ba tài trợ. Chị ba nói lâu lâu chị hè vô chơi lớn. Không mất 1 triệu ấy, mang nó đi coi các quán. Đi về chạy hai một bữa. Ngon lên. Sao Cường? Dạ ngon. Ừ, ngoài hay có hay ăn cua không con? Dạ có. Ừ.
Anh là ba cũng dạ, hay mua phải không? Dạ hoa. Trời ơi, giết mèo nữa. Trời. Gì vậy bé ông? Gì ông? Dạ con xem con mèo. Trời ơi, giết mèo nữa. Tội con mèo ghê chưa? Thôi mẹ ăn đi mà. Rồi ừ, con xong rồi. Con hồi nãy giờ con quay là con thấy no luôn á. Thôi mẹ ăn đi, ăn đi em. Đấy chị ba ăn kìa. Đấy tập trung lên. Ở đây 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 tập trung lên nha. À, không có niềm vui nào bằng niềm vui gia đình, lúc nào cũng quây quần hạnh phúc bên nhau của các anh chị. Mấy bữa nay là Phong cũng bận quá, không có ghi hình gia đình được nhiều á. Bữa nay là còn qua ngày mai là chị hai cũng đi về Hà Nam rồi, nên cũng tranh thủ ghi chút hình ảnh kỷ niệm gia đình, những cái hình ảnh kỷ niệm sau này con cháu về sau nó lục ra nó xem, nó thấy lúc nào trước nhất là ông bà cha mẹ rồi con cháu nào cũng thương yêu quấn quýt lẫn nhau hết. Rồi bé sâu giữa tay hả? Rồi thôi Phong Nguyễn xin tạm thời khép cái đoạn video ngày hôm nay tại đây luôn. Thì cũng không quên chúc ông bà cô bác là một cái buổi tối ấm áp vui vẻ, nhiều sức khỏe và luôn bình an nha. Thì thôi gia đình mình chào khán giả luôn nha. Rồi gia đình mình chào ông bà cô bác luôn. Rồi hẹn ông bà cô bác trong những đoạn video tiếp theo.